Nấm bà con ơi, nấm nấm bà con biết nấm rồi, nấm này nó cũng nhiều loại nấm rất là tốt, nhưng mà nó cũng nguy hại bởi vì nấm độc nó cũng lẫn lộn nhiều. Nếu ta không xác định được nấm là nó nguy hại cho bản thân, nấm là người không ăn được nấm, mặc dù nấm đó nó tốt nha, nói là đây là nói là loại nấm tốt nha bà con, là người béo phì, nóng nảy, mất tự tin, cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đại bị, đại bụng, phân lỏng, khó tiêu. Những người này là không ăn được nấm, mặc dù nấm nó rất tốt, đó là người béo phì, nóng nảy, mất tự tin, cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đại bụng, đi cầu phân lỏng, khó tiêu là không ăn được nấm. Nấm ngoài ra nấm nó tốt vô cùng, nó tốt cho sức khỏe, nó giảm nguy cơ ung thư, tốt cho người lớn, trẻ em, cân bằng lượng đường trong máu, hệ tiêu hóa, cải thiện tim mạch, chống lão hóa, giúp giữ dáng đẹp da, tránh stress. Ăn nấm không quá 100g một ngày đó bà con nha, không quá 100g một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Phải tìm hiểu kỹ, thật kỹ, kẻo nhầm nấm độc. Ăn 6 ngày nghỉ một ngày, phải tìm hiểu kỹ, kẻo nhầm nấm độc, kẻo nhầm nấm độc. Ăn nấm được là nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo, nấm kim châm, nấm mỡ. Còn tìm hiểu trước khi ăn nha bà con, tìm hiểu nha. Bà con ơi, cố gắng ăn nấm vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.